Sơ đạo sơ quả tu đạo hoàng gọi là thất lai. Giai đoạn 2, nhị đạo nhị quả tu đà hàm gọi là nhất lai. Giai đoạn 3, tam đạo tam quả a la hàm bất lai. Giai đoạn 4, tứ đạo tứ quả a la hán vô sanh. Chúng ta phải 4 giai đoạn. Vậy thì khi ta hành tứ niệm xứ, ba giai đoạn đầu tiên á là chúng ta phải diệt thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Giai đoạn 2 là chúng ta phải làm sao giảm nhẹ hai tham thô sân thô. Giai đoạn 3, diệt trừ sạch tham, diệt trừ sạch sân. Giai đoạn 4, chúng ta phải làm sao diệt trừ năm cái đối tượng chúng ta cần phải giải quyết: ái về sắc giới, ái về vô sắc giới, các cõi trời, phóng dật, ngã mạn và vô minh. Vì thầy thì khi mà người ta đang ngồi thiền á, đâu thiền người tới định xứ á, tâm người tưởng còn phóng dật, người tưởng có lo không? Suy hỏi người tưởng là khi mà tưởng ngồi thiền tâm người tưởng còn phóng dật, người tưởng còn lo không? Lo, nhưng mà cái lo này người tưởng hãy để yên, để cho giai đoạn thứ tư là không có, cái đó là cái điểm chính. Chúng ta phải đánh mạnh cái gì mà chúng ta đang cần đánh, chúng ta diệt những gì chúng ta cần diệt, mà nắm bắt những gì ta cần nắm bắt. Đó là điều yêu cầu của hợp tứ niệm xứ. Vậy thì khi mà quý tử tâm quý tử còn ngã mạn, còn nghĩ tới hơn bằng là thua, phải không nào? Mà cảm tự ti hay là tăng thượng mạn, quý tử còn lo không? Cái đó đợi tới tứ quả ta mới nói tới. Bây giờ ta không cần nói, quý tử nhớ cho suy nhắc. Ta niệm thì tứ niệm xứ cho cái giai đoạn nào mà chúng ta phải nắm 10 cái pháp này, đó là đối tượng chúng ta. Ta đi tới cái giai đoạn 1, đến 3 pháp. Giai đoạn 2, quý tử ngồi thiền, quý tử còn tham, quý tử còn sân, sân khô, sân tế, sân 8, 7 hay tính 9, 9, 3, ta không cần lo. Phải không? Ta không cần lo cái loại mà sân khô, sân tế đó, mà chúng ta chỉ làm sao giảm sân, giảm tham thôi. Có đó là điều cần. Quý tử ngồi còn tham, ta biết, ta còn sân, ta biết, nhưng mà giảm từ từ. Vì chỉ cứ khi mà quý tử đang đi trên con đường mà sơ đạo, sơ quả, tứ đạo hòa đó, quý tử đừng có lo mà đánh diệt tham, đừng lo đánh diệt sân. Quý tử làm sao gì cái thằng kiến của tự cái đã, cái tôi, cái ta và cái sai lầm nhận kiến thì cái tôi này, quý tử diệt cái thằng kiến này, cái hoài nghi này á, quý tử có hoài nghi này, quý tử diệt cái hoài nghi. Nếu tôi tu đúng không này, tôi hành thiền này đúng không này, ông thầy chỉ tôi có đúng không này, pháp này có phải là đúng không này, cái này có lợi ích không này, hoài nghi về giới nè, năng sanh định nè, hoài nghi định sanh tuệ nè, có đúng không nè, phải là tam học diệt tam độc tham sân riêng nè. Chúng ta coi chừng cái pháp hoài nghi chúng ta che lấp con đường sơ đạo sơ quả của tự. Còn giới cấm thủ này sư tin rằng quý tử không có, quý tử là người Phật tử, quý tử không có những cái giới tích sai lầm của các ngoại đạo hay là những cái pháp mà không phải là đại đức Phật thì sư không lo. Quý tử đánh hai cái pháp này dùm cho sư tu tứ niệm xứ, rồi quý tử tập trung đánh mạnh thân kiến và hoài nghi, đánh mạnh như đó. Còn tham còn sân từ từ tính sơ vào. Bây giờ tôi giai đoạn này tôi đánh ba pháp này thôi, còn tham sân si từ từ diệt. Quý tử đừng lo, quý tử ôm hết, lại sẽ nói đó, ôm vô hết, ôm hết, quý tử không giữ được hết, mắc hết, quý tử sẽ thành một con khỉ trong vườn bắp, hay là quý tử là người mẹ nhớ thương con cho con bé. Quý tử phải co lại, người mẹ nhớ thương con chỉ có một cái đối tượng cần thiết thôi, con tôi chưa về phải giải quyết con thôi. Tin con tôi về, tôi nắm bắt được, tôi mới yên. Chưa sống, tôi không yên. Mà lúc bây giờ, tôi còn lo ngại, tôi còn hoang mang, con tôi ra sao? Lúc bây giờ, phải giải quyết cái hoài nghi của tôi. Lúc đó, tôi đang có cái pháp tôi đang gì tới. Cái đó gọi là tứ niệm xứ. Cái đó là tôi đang tu tập về tứ niệm xứ. Còn ngoài ra, tôi đừng lo về tham. Tôi đừng lo về sáng. Tôi đừng lo về si mê. Si mê nó tới tứ đạo, tứ quả mới có được. À là hắn mới diệt được mà. Cái đó tôi đánh mạnh quá, chưa tới, tôi kiệt sức trước cái giai đoạn 1, không đủ lực đi tới giai đoạn 2 nữa. Mà khi quốc tử bước vào căn nhà của giai đoạn 1 là sơ đạo sơ quả,
bốn đường ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục, Atula, súc sanh không có trở lại cho quý tử. Cái đó là quý tử nguyên nhân. Do đó quý tử nắm cái bài pháp này với cái bản đồ này, sư yêu cầu hay là sư muốn nhắc nhở tự là cái gì mà chúng ta cần bắt ta nắm bắt, cái gì chúng ta không cần nắm bắt trong giai đoạn này chúng ta càng nên buông bỏ liền, để chúng ta còn đủ tâm trí, ta còn đủ sức lực, mà ta còn đủ nghi lực để người ta giải quyết những gì mà cần thiết trong giai đoạn 1 và sẽ tính đến giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Từng bước một ta đi và ta làm được việc. Còn hơn ta đi vội vàng, hấp tấp, dục tốc, bất đạt, ta làm mau lẹ, không nắm bắt được cả, ôm đồn cho hết tất cả, ta sẽ mất hết tất cả, rồi cuối cùng ta không có được một cái kia. Trong khi cả thời gian nữa chúng ta đang ngồi thiền nữa. Xin mong rằng quý tử nắm bắt được cái điều này, mà con đường tu tập quý tử sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Chúng ta dừng tại đây. Sa tôn sa tôn sa tôn. Chúng ta có gì thắc mắc không nè? Chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì trên đề pháp những tin sứ này không nè? Xin nghe. Thưa sư, hồi nãy sư có nói về cái đoạn mà cái ngũ trì cái chi đầu tiên là cái tham đó. Thì sư có nói là lúc mà mình ngồi xuống mà mình có tác ý, mình muốn đạt đạo, đạt quả, cái đó là cái tham. Thì con nhớ lại cái đoạn mà lúc Đức Phật, mà sau khi Đức Phật bỏ cái khổ hạnh, thì ngài lúc đó thì ngài mới ngồi xuống. Có cái micro để cho một tiếng nghe hết được không? Không có. Dạ. Thì nghe được không? Có cần con nói lại không hay là... Nói cho lại đi cho một tầng nghe. Giờ nãy con nhớ cái đoạn sư nói về cái ngũ trì cái chi đầu tiên là cái tham. Thì sư nói là khi mà mình ngồi xuống hành thiền thì mình có những, nếu mà mình có những cái tác ý mình đạt tới đạt đạo quả hay là những cái gì mà mình nhắm tới thì đó là cái phần tham. Thì cái tham thì mình còn bị ngã trong đó. Thì con nhớ tới cái đoạn mà lúc mà Đức Phật mà không còn khi mà ngài ngồi xuống cội bồ đề, ngài nói là nếu mà cho cái thân này tan rã hoặc là máu không còn nữa thì không đạt đạo quả, thì ngài không rời khỏi cội bồ đề. Thì như vậy cái tác ý đó là cái ý mà ngài nói là phải đạt đến đạo quả ngài mới ra đi, thì như vậy có phải là cái tham thì giờ thưa không, cái khi mà ngài nguyện với cái cội cái bồ đề mà chưa thành Phật, ngài còn đang tu học, ngài đang còn tu tập để mà ngài thành đạo quả đó, thì ngài có nguyện là cho dù cái dòng máu có khô cạn đi, cái xương thân này rã tan đi mà chưa đến đạo quả thì không biết rời khỏi cội cây này á, là chí nguyện ba la mật Adithana Paramita. Cái chí nguyện ba la mật là chúng ta lập nguyện, chúng ta vững chắc không gì mà thay đổi hết, không gì lay chuyển được ta hết đó. Đó là chí nguyện. Còn chúng ta vô mà ta ngồi thiền á, mà chúng ta mong đắc đạo quả, chúng ta chứng đắc thiền đó thì vọng ống lên, nó sẽ dính vào trong cái là tham ái. Chính vì đó là sự muốn ngáp của tự cẩn thận giữa cái pháp dục mà với cái tham dục nó khác nhau, mà nó có trong đường tinh tấp gần gũi nhau. Do đó khi tôi ngồi thiền á, mà tôi mau mau ngồi xuống, ông tự nói cho tôi đến đạo quả liền đó, là cái chuyện vọng móng nó phải lên, mà vọng móng nó lên đó, ông tự cứ tìm cầu cái đó hoài à. Không còn cái để thời gian mà chứng tín niệm của ta ở lại trong cái gì nhớ vậy đó đó. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, chúng ta làm bốn pháp phải không nè, sư có nói của tự phải không nè, bốn pháp đó là đầu tiên chúng ta trở về quy, chúng ta trở về giới, sau đó chúng ta gã tâm tư và niệm về vô thường và sự chết, sau đó chúng ta để yên cái hơi thở đây tới, chúng ta chăm chú theo đó bốn pháp căn bản đưa đến trong trạng thái về chánh niệm. Lúc đó ta lập nguyện trong chí nguyện ba la mật là chúng ta ngồi. Còn chúng ta khởi lên tâm ta muốn đạo quả, ta muốn chứng đắc thiền hay là đạo quả, lúc đó coi chừng đó khởi lên đó là một cái tham dục hay là tham ái. Còn chúng ta trong dòng móng, mà khi dòng móng nó nuôi dưỡng ở đó mà chúng ta không được thỏa mãn và vừa ý á, thì chúng ta khởi lên gì? Một trạng thái hoài nghi. Mà hoài nghi không được đáp ứng đó, chúng ta khởi lên một trạng thái gì? Sân hận. Mà sân hận không được vừa ý đó, chúng ta khởi lên một cái trạng thái trạo hối. Hối tiếc, hồi nãy ta biết không tới đây, ta ngồi thiền cái uổng phí. Đó, cái sự hối hận khởi sân lên. Rồi cuối cùng đó là gì? Chúng ta đưa đến cái trạng thái là gì? Bước ra ngoài, hôn trầm thì miên, không còn giữ lấy đối tượng nữa. Vậy thì sư muốn nhắc lại á, là con đường tu tập của quý tử đó, là quý tử phải có chí nguyện ba la mật Adithana, phải có chí nguyện. Quý tử ngồi thiền ở đó, quý tử ngồi thiền đó, quý tử phải có chí nguyện. Quý tử không phải ngồi thiền với trạng thái dây duyên, quý tử ngồi thiền trong trạng thái mà gọi là chờ đợi. Quý tử chờ cũng trong ngồi thiền chúng ta không phải người bỏng móng. Quý tử không ngồi thiền trong cái trạng thái mà đợi chờ,
hay là chúng ta muốn nắm bắt